Theo tờ Telegraph, lần đầu tiên trong tài liệu tòa án, AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 của hãng này có thể gây ra tác dụng phụ hiếm gặp, gây cục máu đông. Ông lớn dược phẩm này đang bị kiện trong một vụ kiện tập thể khi các nguyên đơn cáo buộc vaccine COVID-19 mà AstraZeneca hợp tác phát triển cùng Đại học Oxford đã gây ra hàng chục ca tử vong và thương tật nghiêm trọng. Luật sư của bên nguyên đơn cho rằng vaccine COVID-19 của AstraZeneca có tác dụng phụ và điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến một số gia đình. Nguyên đơn đầu tiên trong vụ kiện là ông Jamie Cox, một ông bố hai con, sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca vào tháng 4 năm 2021. Ông đã bị tổn thương não vĩnh viễn khi một cục máu đông hình thành và bị chảy máu não, khiến ông không thể tiếp tục làm việc. Vợ của Scott đã 3 lần nhận điện thoại từ bệnh viện thông báo rằng chồng bà sắp chết. AstraZeneca phản đối các cáo buộc, nhưng trong một tài liệu pháp lý đệ trình lên tòa tối cao Anh vào tháng 2 năm 2024 liên quan vụ kiện của ông Scott, công ty này thừa nhận vaccine COVID-19 của mình có thể trong những trường hợp rất hiếm gây ra huyết khối và hội chứng giảm tiểu cầu TTS. Và nguyên nhân dẫn đến điều này vẫn chưa được biết đến. Theo Telegraph, tòa án tối cao Anh đã nhận 51 đơn kiện liên quan, trong đó các nạn nhân và người thân của họ yêu cầu bồi thường thiệt hại với ước tính lên đến 100 triệu bảng Anh, hơn 125 triệu đô. Vào tháng 3 năm 2021, các nhà khoa học lần đầu tiên xác định được mối liên hệ giữa vaccine COVID-19 và biến chứng giảm tiểu cầu huyết khối miễn dịch do tiêm vaccine COVID-19. Thời gian ngắn sau khi loại vaccine này được triển khai, thế giới y khoa từ lâu đã thừa nhận VITT do vaccine COVID-19 gây ra. Chỉ có AstraZeneca mới đặt câu hỏi liệu liều tiêm của ông Jamie Cox có phải là nguyên nhân gây ra bệnh cho anh ấy. Bà Kay Scott, vợ ông Scott, nói với Telegraph.